Hôm nay mình sẽ trang điểm và thay trang phục cho hai công chúa nhá. Let's go. Đầu tiên mình thấy rất nhiều màu mắt này, môi chỉ vẽ mày mascara được cả các bạn ạ. Rồi mình sẽ đánh màu mắt nhá. Mí mắt màu hồng, màu nâu, rất nhiều màu các bạn ạ. Mình chọn màu hồng nhé. Tiếp theo là đeo len cho mắt, màu xanh, màu nâu, xanh nước biển nhé. Son môi, son môi có màu hồng này, màu đỏ này, mình chọn màu đỏ. Mascara, mascara các bạn thấy đẹp không? Chỗ này nhé, chỉ chỗ này nè. Chỗ này đẹp hơn các bạn ạ. Ok, công chúa thứ hai nhé. Công chúa này xinh quá các bạn ơi. Lấy màu mắt là màu nâu đi. Màu nâu đâu nhỉ? Tím tím tím, màu tím các bạn ơi. Màu len của mắt là màu này đi, màu vàng nâu này. Son môi, son môi màu đỏ đậm nhé. Ok rồi, mascara, mình sẽ chuốt mascara. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Nhìn nó rất xinh và long lanh luôn. Đây, mình chọn cái này nhé. Chỉ cái này nè. Ok, chỉ cái này nha. Xong rồi đấy. Đến phần thay trang phục cho công chúa đây. Đầu tiên mình sẽ chọn kiểu tóc, kiểu này nhé, váy này. Wow, váy hồng nha, dày nhé, rất nhiều kiểu các bạn ạ, kiểu nào cũng đẹp luôn. Đây mình chọn kiểu này nhé. Tiếp theo là phụ kiện cài trên tóc và kính mắt này. Ui, cầm cả gấu luôn ý. Các bạn thích cầm gấu không? Cho bạn ý cầm gấu nha. Khuyên tai, khuyên tai và vòng cổ luôn. Các bạn nhìn thấy chưa? Mình đang chọn, mình sẽ chọn kiểu này nhé. À, và còn túi sách này. Wow, đẹp quá. Xong rồi nha, công chúa thứ hai. Công chúa thứ hai mình sẽ đổi kiểu tóc cho bạn ý. Kiểu này nhé các bạn, rất dễ thương luôn. Váy, ôi váy nhiều, váy đẹp quá. Wow, các bạn thích kiểu nào? Kiểu này nhé, xinh quá luôn ý. Ui, giày cũng rất dễ thương luôn. Đây mình để kiểu này nha. Hoa cài tóc, hoa cài tóc nhá. Điệu lắm rồi. Sang phần đeo vòng và bên tai cho bạn ý. Đây nhá, ví này, túi sách. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Đây kiểu này nhá, điệu ơi điệu luôn ý. Ước gì mình cũng có một cái túi sách như thế này. Xong rồi. Wow, lại còn trang trí phòng ngủ nhá, mình làm luôn này. Giường này, đúng là giường công chúa các bạn ạ. Xinh quá đi. Mình chọn giường nào nhỉ? Giường này nhá, hay giường này, đây đi. Ok rồi, sofa. Wow,
sofa đẹp quá các bạn ơi, phòng ngủ đẹp nên đi. Đây sofa này nha, gương tủ gương rất đẹp đây nha, cửa sổ rèm rèm này, rèm cũng rất nhiều màu nhưng mà nói chung là toàn màu hồng các bạn ạ. Đèn ngủ cũng thế, đèn ngủ các bạn nhìn kiểu đẹp không, mình chọn kiểu đây kiểu này đi. Xong rồi, xong rồi đó các bạn, hoàn hảo luôn.